Kỳ Lân là đơn vị đầu tiên có dòng điện thoại V2 Iron Flip cảm ứng đời mới, có vàng và kim cương gắn lên trên điện thoại lấp la lấp lánh như thế này. Phiên bản này là phiên bản khác biệt nhất với tất cả những phiên bản mà trước đây Kỳ Lân đã từng review về dòng điện thoại cảm ứng V2 Iron Flip. Phiên bản này ở phía sau được Kỳ Lân chế tác kích tum bằng tất cả là những hột xoàn kim cương thiên nhiên tuyển chọn được đính trên nền vàng nguyên khối AU750, từ một chiếc điện thoại nguyên bản không có vàng và cũng không có kim cương và trở nên một chiếc điện thoại lộng lẫy, long lanh và lấp lánh. Gần 1.000 viên kim cương được đính trên nền vàng nguyên khối và trở nên rực rỡ, lấp lánh và rất xa hoa. Bình thường một chiếc điện thoại như thế này nguyên bản không đã là trên 100 triệu rồi, và sau đó được khách hàng mua và yêu cầu Kỳ Lân: Kỳ Lân ơi, anh muốn em thực hiện cho anh phần chữ V chỗ này và phần hai viền đường này và phần ở dưới đây, em hãy thay bằng cho anh là vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn mà do em chọn nhé. Wow, đó là sở trường của Kỳ Lân mà. Nên là Kỳ Lân nhận lời ngay lập tức. Và đây là kết quả chữ V trên và phần dưới của chữ V2 này được Kỳ Lân đưa ra ngoài. Và thay vào đó là nguyên phần vàng nguyên khối, vàng nguyên khối và đến full kim cương hột xoàn thiên nhiên như thế này. Wow, sự lấp lánh vô cùng. Và đi kèm với điện thoại thì thường Kỳ Lân sẽ có một cái sản phẩm bán kèm, đó chính là bao da dành cho điện thoại. Thì đây là chiếc điện thoại nắp gập cảm ứng, vì vậy sẽ có phiên bản bao da là dạng thanh đứng như thế này và cả phiên bản là bao da gập luôn, theo ôm theo sát cái điện thoại này luôn. Khi mà mua chiếc điện thoại, sở hữu chiếc điện thoại V2 cảm ứng Iron Flip này, thường yêu cầu Kỳ Lân là làm bao da dạng đứng như thế này, và khi đưa vào thì rất là gọn và đẹp. Xô được cái màn hình chờ của điện thoại ra, có coi giờ, có ngày, giống như cái mặt của đồng hồ của chúng ta đeo vậy đó. Và phía sau xô được cái phần mặt kính trên màn hình sau. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.